Chương nhận mẫu dự án La Patente sẽ được bắt đầu ngay bây giờ đây. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tập trung về sân lễ để chương trình có thể diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Xin được hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách mời đang có mặt tại sự kiện khai trương nhà mẫu dự án La Patente. Thay mặt cho ban tổ chức, Phương Thảo xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, đến với sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Huy, giám đốc phát triển dự án. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thanh Tâm, giám đốc kinh doanh dự án. Đặc biệt chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đón tiếp các lãnh đạo, chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị môi giới bất động sản uy tín cùng toàn thể các quý vị khách hàng đã có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị dành một tràng pháo tay hoan nghênh. Kính thưa quý vị, La Patente là dự án giàu tâm huyết do Phải Minh Lên đầu tư phát triển và kiến tạo giá trị sống bền vững và thịnh vượng với một không gian xanh tiêu chuẩn resort. La Patente hứa hẹn mang đến một thị trường bất động sản Nam Sài Gòn một điểm sáng mới mẻ và đầy thu hút. Trong quá trình đầy nỗ lực nhằm mang đến cơ hội an cư tuyệt vời, lựa chọn đầu tư sáng giá đến đông đảo quý khách hàng. Thay mặt chủ đầu tư, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các đại lý đã đồng hành cùng với dự án La Patente. Trân trọng những đóng góp quý giá đến từ các đại lý. Và ngay sau đây, chương trình Vinh Quang đã trao chứng nhận đến tất cả các đại lý đã cùng đồng hành với dự án của chúng tôi. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đại diện của các đại lý được vinh danh sẽ cùng tiến lên phía trên. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc đại lý Mỹ Toàn 1. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đăng Duy, giám đốc đại lý Mỹ Toàn 3. Xin được trân trọng kính mời ông Hồ Hoàng Thảo, giám đốc đại lý Dragon Park 1. Xin được trân trọng kính mời ông Ngô Hoàng Nam Anh, phó giám đốc đại lý Him Lam. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Hồng Thái, giám đốc đại lý Kim Sơn. Trân trọng kính mời ông Vũ Duy Quang, giám đốc đại lý Lakeside. Xin được trân trọng kính mời bằng Nguyễn Thị Bích. Ta đang đi vô nhà mẫu La Patente. Đây sảnh sảnh tiếp khách. Chúng ta là những vị khách đầu tiên tham quan nhà mẫu. Thân anh là người đứng lót từng cái đệm nữa.
dự án là con sóc tại đó, khu Nam. Đẩy miếng bên đây, đẩy miếng gì tự động tự nó ra hết trơn á. Phải đẩy miếng bắt đầu nó xíu nó ra. Cái này khá đẹp bắn này. Bạn da giống vậy nè. Mua luôn cái này. Cái trần của căn hộ thực tế nó sẽ cao hơn cái này, cao cái này do nó bị khống chế của cái tòa nhà. Nhà cao hơn thì tốt, đứng lùng hơn.